phần thi của Pháp của mình sẽ có rất là nhiều cái gì passive voice giống như mình ôn bài đó. Rồi thầy có thể từ vựng thì nó sẽ ôn hết một số từ trong bài, từ trong bài những câu reading rồi này kia đó, những bài đọc này kia đó, thì từ vựng thì dĩ nhiên là tôi sẽ chỉ anh chị cái cách đoán từ từ bữa đến giờ là đoán rất là nhiều rồi. Có nghĩa là từ vựng thì không thể nào mà mình học cho hết được, cho nên cái vấn đề mình là chỗ là sao mình dựa vào những cái xung quanh của cái từ đó mà mình đoán được nó là cái đó là vấn đề. Cho nên mới chỉ anh chị cái cách từ một bữa giờ mình nhìn gì, nhìn gì để nhìn cái chữ bỏ vô nó nhớ. Mấy cái đó là mấy cái kỹ năng để mình nhìn từ, thật sự từ của mình không có đến độ khó để mà thay thảm dạy. Nhưng mà chả cả là mình cứ học cái khó đi rồi tới cái dễ thì mình tính sao ha. À sao chị, cái này lâu lắm rồi hả? Cái này bộ cũ mà chị, sao chưa có được á? Ok mọi người, dở lại chút xíu về cái sách này đi nha. Sách này cái đó mình học hết rồi. Rồi bây giờ mình lên tới cái này chút xíu, còn còn ở phía sau này. Ở sao vậy? Sao vậy, lâu lắm rồi nè. Rồi mọi người nhìn dùm trang 83. Bây giờ 83 cũng có một số cái ngành. Trang 83 có cái bài mà cảm cúng của mấy người đọc xong nhé. 83 mình có một số cái này mình ôn lại tí rồi mình qua cái khác nha. Cardiology, pulmonology, oncology, psychiatry, general surgery, orthopedic surgery, urology, gastrointestinal department, obstetric and gynecology, pediatric. Thì mình coi cái này là gì nha. Mọi người đang có sẵn chưa? Mình đã đang trang 83, building up activity 1, có số 10 ở trên cùng. Đây, được chưa? Sao mà nhìn chữ nào mình biết nghĩa chữ đó là được. Những chữ đã học rồi. Bài số 1, cardiology là gì? Tim, onco, onco là ung thư đó. Oncology là phòng ung thư, phải. Psychiatry cái này nè. Psychiatry là thần kinh đúng không? Không phải thần kinh mà là tâm thần. Tâm thần. General surgery là giải phẫu, mà giải phẫu chung á, đang giải phẫu chung ngoại tổng quát à, đúng rồi, ngoại tổng quát. Orthopedic bữa mình học là gì? Chấn thương ha, rồi phẫu thuật chỉnh hình, đúng rồi. Mắt là opta, rồi mình có cái ô tô là lỗ tai phải không? Opta là mắt ha. Uro là niệu đúng không? Uro là niệu. Gastro là dạ dày, intestine là ruột đúng không? Gastrointestinal department là khoa dạ dày ruột, mình ta gọi là internal, là một thuộc một cái gì, internal là nội ngoại, nội khoa đúng không ạ? Obstetric and gynecology là sản phụ khoa. Đúng rồi. Pediatrics, pedia là con nít phải không? Pediatrics là nhi, đúng rồi. Neurology, thần kinh đúng rồi. Dermatology, da và dentistry, nha. Như vậy thì mỗi một cái này mình sẽ có một cái thứ đặc biệt. Ví dụ như tôi chỉ nên chị trong câu số 4, câu số 6 thì tôi sẽ nghĩ là tôi sẽ đi cái khoa nào đúng không? Ví dụ như câu số 1, tôi nhìn chữ gì mà tôi biết tôi đi khoa nào? Baby. Câu số 2, tôi đi đâu? Túi tiền, đúng rồi. Số 3, tôi đi đâu? Broken arm, mà gãy tay, đúng không? Số 4, tôi đi đâu? Stomach, đúng rồi. Số 5, đi đâu? Little boy, chính xác. Số 6, đi đâu? Car accident, đúng rồi. Mỗi một cái câu á, mình chỉ cần có một cái chữ để mình làm bài thôi. Thì tôi không yêu cầu mấy chị phải đọc hết mấy cái câu đi làm gì, đúng không? Thì ví dụ như tôi thấy là cardiology thì có tim nè, đúng không? Uro thì có niệu nè, đúng không? Bạn thấy như vậy số 1 tôi đi đâu nè? Pediatric, không phải, tôi có em bé mà, vợ tôi đẻ em bé mà. Đi obstetric and gynecology, đúng rồi, đi obstetric and gynecology. Rồi tôi có tú tiệc,
tôi răng. Bị tút tẹt thì tôi đi răng đúng không? Và các bác sĩ răng là dentist. Bác sĩ răng là dentistry, đúng rồi, dentistry. Câu số 2 ha, tôi sẽ đi dentistry. Câu số 3, tôi bị broken arm, bị gãy tay thì tôi đi bác sĩ phẫu thuật. Orthopedic surgery, đúng rồi ha, orthopedic surgery. Số 4, tôi bị trong bao tử nè, cerebral gram, tức là một cái sự co bóp nhiều ha, ở trong stomach thì tôi đi nội tiêu hóa. Gastrointestinal, đúng rồi, gastrointestinal department. Rồi, my little boy sick. My little boy sick thì tôi đi pediatrics, đúng rồi, pediatrics, được chưa chị? Được không? À, pediatrics. Và tôi bị car accident thì tôi đi đâu? Ông chính hình. Đi chỗ chắc chắn mình sẽ đi là general surgery. Tại vì tôi bị car accident, tôi chưa biết tôi bị gì hết trơn á. Ha, thì tôi sẽ vô car accident, xin lỗi, sẽ vô general surgery. Như vậy thì vấn đề của mình là khi mình thấy một cái câu thì cố gắng là nếu mình trong cái câu đó nó có nhiều cái từ khó quá, đúng không? Thì mình sẽ cố gắng để mình tìm một cái chữ gì đó có thể dựa vào nó và mình đoán những cái còn lại. Nha, tại vì từ vựng đó là cái thứ mà mấy anh chị không thể bao giờ học hết được. Không thể bao giờ học hết được mà muốn mà làm cho đúng từ vựng mà đúng y hệt á là chỉ có nước là giờ tôi cho 10 chữ đó đó, mấy chị về học 10 chữ đó là thi vậy thôi. Chứ còn cái chuyện mà mình học từ vựng thì không thể nào biết là hôm nay nó ra từ gì, ngày mai nó ra từ gì, mốt nó ra từ gì, không biết được. Nha, cho nên là tất cả mọi thứ mình phải chịu khó mình đoán nha, mình đoán nha. Rồi. Xong chưa? Mọi người xong được cái này chưa? Số 1 là quay trở lại nha. Số 1 đi đâu nè? Số 1 vợ tôi đẻ méo, tôi đi đâu? Obstetric and gynecology. Rồi lặp lại nha. Obstetric and gynecology. Thứ hai tôi bị tút tẹt thì tôi đi dentistry, đúng không? Số 3 bị broken arm thì đi orthopedic surgery, đúng rồi. Số 4 bị stomach gastrointestinal, đúng rồi, department. Số 5, my little boy sick, pediatric. Khi mà tôi đọc cho mấy anh chị đó, tôi muốn là mai mốt mấy anh chị làm bài reading đó, mấy anh chị cũng đọc nhảy giống như tôi vậy đó. Tức là tôi đọc my little boy sick, thì khi mấy anh chị đọc đó, mấy anh chị cũng ráng là bỏ qua những cái chữ gì không có cần thiết. Như vậy thì mình sẽ đọc bài nó nhanh hơn. Còn bây giờ mấy anh chị my little boy is very sick thì cũng chẳng để làm gì cả. Mà nó làm cho mình rắc rối, phức tạp lắm, đúng không? Cho nên tôi nói là little boy sick là tôi biết tôi đi đâu rồi ha. Số 5 tôi sẽ đi pediatrics, đúng không? Số 6 là tôi bị car accident thì tôi đi general surgery, đúng rồi ha. Ok, yeah. Bây giờ mình sẽ qua một cái bài bài để em bố mình có học rồi. Bài ở hospital staff mình làm rồi đúng không? Cái số đó mình làm chưa? Mới từng à, tiếp theo hospital staff. À bây giờ tôi cho mấy anh chị làm này là bởi vì nó có những cái câu hỏi reading rồi từ vựng nằm ở trong đó luôn. Ok ha, rồi xong chưa? Bây giờ mọi người nhìn sơ sơ dùm tôi coi là trong cái trang sách này nó có gì. Hospital staff ở trên cùng tôi sẽ có những cái hình đúng không? Hình ở trên, cái người đầu tiên là người gì? Receptionist. Người thứ hai kế bên là pediatrician, đúng không? Cũng cái tờ nãy đó, cái tờ hồi nãy đó, chứ không phải tờ mới. Pediatrician. Pediatrician là bác sĩ về pediatrics, đúng không? À, là bác sĩ nhi, đúng không? Obstetrician là bác sĩ về obstetric và sản, đúng không? Surgeon là giải phẫu ha, bác sĩ ngoại, đúng không? Cardiologist là cái ông làm về cardiology, sẽ là bác sĩ tim mạch. Tim, ok ha, tim. Alright. Bây giờ tôi sẽ đi vô trong bệnh viện rồi mấy giờ. À, tôi sẽ có Medical Mercy Heart Hospital. Tôi có một cái bệnh viện. Thì trong bệnh viện này mấy chị nhìn sơ thiệt là nhanh dùm cái ô trong cái lỗ này ha. Coi dùm tôi nó có bao nhiêu lầu. Trời ơi, có bao nhiêu lầu cũng đọc nha, lâu dữ vậy đó hả? Có bao nhiêu lầu, nhìn vô là tôi thấy số 4 là tôi nghĩ rồi. Trời ơi, đọc cũng lâu nữa. À, như vậy thì ở đây tôi hỏi có bao nhiêu lầu, đây là tôi đang đặt câu hỏi reading comprehension cho mấy chị đó. Tức là người ta hỏi cái gì thì mình chỉ đọc cái đó thôi, đúng không? Tức là mình
lầu số 1, tôi có bao nhiêu cái phòng ở trong đó? 1, 2, 3, 4. Xong. Trời ơi, chậm vậy ha. Rồi, 1, 2, 3, 4. Mắt mình nhìn 1, 2, 3, 4. Rồi, tôi đâu có hỏi phòng đó phòng gì đâu. Tôi chỉ có hỏi cái phòng đó ha. Để mình tập cái thói quen. Ủa, hồi xưa mấy chị học ngoại ngữ đó, có thi reading comprehension không? Có thi đọc hiểu không? Tiếng nào cũng phải thi đọc hiểu mà, phải không? Đọc chậm giống vậy hả? Trời ơi, chậm dữ vậy. Có nghĩa là bây giờ nè, khi đọc hiểu, khi nghe hiểu, tất cả những cái gì là nghe hiểu hoặc đọc hiểu thì mình sẽ lựa chọn thông tin để mình nghe và lựa chọn thông tin để mình đọc, chứ không phải là người ta nói gì mình cũng nghe hết. Còn người ta đảo gì mình cũng cho mình đọc là mình đọc hết, phải đâu. Ví dụ giờ ông thầy vô giảng bài, ông nói giờ tôi có ba cái vấn đề chính, bây giờ tôi cần nghe cái chính, còn cái gì không chính tôi cũng cần nghe, nhớ trong đầu làm gì, em biết ha. Rồi bây giờ tôi có 4 cái phòng, phòng số 1 là trên 4 cái phòng đó là 4 cái làm gì đây? 4 cái phòng ở trên lầu 1 á của tôi á là 4 phòng về gì? 1 receptionist, 2 radiologist, 3 lab technician, 4 pharmacist. Rồi sao vậy? Thì khi người ta hỏi mấy anh chị là pharmacist ở lầu số mấy, ok mình biết á, đồng ý chưa? Ví dụ cái câu hỏi của người ta là pharmacist ở lầu số mấy thì tôi thấy pharmacist first floor, xong giải quyết. Còn những cái gì không liên quan đừng có thèm đọc, vậy làm bài rất nhanh, còn không là mình chậm lắm ha. Ok ha. Rồi như vậy thì bây giờ tôi có lầu số 1 là receptionist, lầu số 2 là radiologist, lầu số 3 là lab technician, lầu số 4 là pharmacist, đúng không? Rồi receptionist là cái gì? À, mình có một cái chữ liên quan đến receptionist là visitor. Visitor đúng không? À, mình gọi là tiếp nhận, hay là receptionist gọi là gì? Nhận khách đúng không? Các bạn nhận khách thì người ta sẽ tiếp visitor. Và ở đâu vậy mấy anh chị? Where? Mình tìm cái receptionist ở đâu? Ở trên lầu 1. Ở đâu ở trong lầu 1 vậy? Main lobby. Đúng rồi, mình tìm ở main lobby. Như vậy mình có receptionist, first floor, main lobby để mình tìm, để làm mình là visitor. Radiologist ở phòng số mấy? 113, đúng không? Để làm như vậy? X-ray, MRI scans. Đấy ha, tiếp. Lab technician ở phòng mấy? 125, để làm như vậy? Analysis và test result, đúng rồi. À, để phân tích và cho kết quả, đúng không? Được không anh? Chưa được hả? Ok, đang hỏi về lầu 1 đúng không? Ok, giờ mình nhìn sơ nha, mình đừng đọc từng chữ một, tại vì tôi không muốn anh chị đọc từng chữ để làm gì cả nha. Rồi giờ nói lại nha. Ở đây mình có mấy lầu. Cái bệnh viện này tên là Mercy Heart Hospital. À, bệnh viện tim ha, Heart Hospital. Vậy nó có 4 lầu. Trên lầu số 1 tôi có mấy cái chỗ chính? 4 chỗ chính. Chỗ chính thứ nhất là receptionist. Chỗ chính thứ hai là radiologist. Thứ ba là lab technician. Số 4 là pharmacist. Rồi bây giờ tôi đi tới mấy cái chỗ này để làm gì? Thứ nhất tôi đến pharmacist ở đâu? Receptionist ở đâu? Main lobby, đúng không? À, phụ trách về cái mảng visitor, những người đến thăm bệnh gì đó ha. Rồi, radiologist ở phòng số mấy? 113. Radiologist ổng làm nhiệm vụ gì? X-ray và MRI scan, đúng không? Ok. Lab technician ở room 125 làm nhiệm vụ gì? Analysis, test result. Chưa có kêu làm gì hết trơn á. Đang đọc. Không nhìn qua câu hỏi. Tại vì câu hỏi đâu có gì đâu. Đọc tôi đang hỏi đó. Câu hỏi là câu hỏi từ đây nè, chứ không phải câu hỏi từ đây. Câu hỏi từ cô giáo hỏi nè. Được chưa? Không nhìn qua nhìn lại gì hết. Tao kêu vô đó nha. Ok. Pharmacist là ở đâu? 129. Để làm gì? Prescription drug pickup. Prescription drug, hôm bữa mình có prescription drug là loại thuốc gì mấy anh chị? Prescription drug, hôm bữa mình có prescription là gì quên rồi? Là to thuốc đúng không? À, prescription drug là thuốc mà có kê toa. Thuốc được kê toa. Còn một cái loại thuốc không được kê toa, hôm bữa mà mình nhớ mình học bệnh cảm cúm rồi không? Đúng không?
không? Mình gọi cái đó là over the yeah. Over the counter. Over the counter có nghĩa là thuốc mà không được kê toa đó, người ta gọi là over the counter. Ví dụ như bây giờ mấy anh chị ra mua thuốc gì mà không cần kê toa nè. Ví dụ như thuốc giảm sốt, giảm đau rồi đó ha. Thì cái đó gọi là over the counter, đúng không? Còn prescription drug có nghĩa là thuốc phải có kê toa. Và mình đến pharmacist để mình làm gì? Mình pick up cái đó. Pick up có nghĩa là gì? Tại vì ở Việt Nam mình có một cái chế độ làm việc khác cho nên mình không hiểu. Có nghĩa là ví dụ bây giờ tôi đi bác sĩ xong rồi bác sĩ khám bệnh cho tôi xong, bác sĩ cho tôi thuốc, thì bác sĩ prescribe một cái thuốc. Thì cái toa thuốc nó sẽ đi đâu? Toa thuốc không bao giờ mình được cầm. Tại vì ngoài đường đâu có bán thuốc. Cho nên cái toa thuốc sẽ chuyển qua bên cái khoa dược. À, từ là cái ông bác sĩ đó, ông kê toa xong xuôi hết rồi thì ông mới chuyển cái toa thuốc nó qua khoa dược. Và sau khi ông chuyển cái toa thuốc qua khoa dược rồi thì người ta sẽ hẹn tôi nửa tiếng hay tiếng nữa hoành lại chỗ cái anh pharmacist này lấy thuốc. Đúng không? Thì tôi lúc đó tôi mới rồi người ta ghi ở trên cái chai thuốc của tôi á là cái này uống bao nhiêu giờ một ngày thì trên tay tôi sẽ không bao giờ được cầm cái toa thuốc. Không bao giờ được cầm cái toa thuốc. Và để làm gì mấy anh chị, người ta quản lý mà rất là kỹ, có nghĩa là cái toa thuốc tôi đã được đến nhà thuốc đó rồi, có nghĩa là khi tôi lấy thuốc thì cái nhà thuốc đó phải quản lý tôi để cái thuốc đó nó không được bán ra ngoài và tôi đã được lấy thuốc rồi. Mấy ở bên đó nếu mà dược mà mấy chị bán cái thuốc mà người ta kê toa mà mình bán là mình bị rút bằng luôn á, mình bị rút cái bằng dược luôn, mình không có được làm tiếp. Có nghĩa là thay vì thường tôi bán cho mấy anh chị 10 viên mà tự nhiên tôi làm thêm cho anh chị 15 viên thì cái 5 viên đó ở đâu? Ha, thì tôi sẽ bị đuổi luôn á. Cho nên toa thuốc là phải là online chứ không có cầm giấy, không có cầm trên tay. Thí dụ như bây giờ tôi có 10 cái nhà thuốc mà bây giờ nhà tôi ở ngoài kia, tôi muốn lấy thuốc ở ngoài kia thì mình nói với ông bác sĩ là tôi muốn lấy thuốc ngoài kia thì cái toa thuốc của mình nó sẽ tự chuyển qua cái mạng ở cái toa thuốc gần nhà tôi, thì tôi ghé chỗ đó tôi lấy thuốc. Thì nó rất là tiện lợi cho cái việc lấy thuốc và người ta kiểm tra mình rất là kỹ, có nghĩa là trong tay mình không bao giờ cầm cái toa thuốc. Nên chị thấy mấy người nước ngoài về đâu có ai trong tay cầm cái toa thuốc đâu. Mình không có được cầm cái toa thuốc, mình chỉ được pick up thuốc thôi chứ mình không được cầm. Ông bác sĩ ông chuyển thẳng qua anh kia. Rồi bây giờ nếu mà cái ông đúng rồi, mình chỉ pick up thuốc thôi. Rồi giờ nếu mà tôi nhìn cái ông dược sĩ, ông nhìn cái toa thuốc, ông thấy không hợp lý. Người dược sĩ là người kiểm tra lại coi là cái ông bác sĩ ông cho trúng hay chật. Thì giờ cô nhìn cái toa thuốc này, cô thấy trời sao thuốc mạnh dữ vậy. Bây giờ cô làm cái gì? Cô mới check cái ông bác sĩ. Cô nói ok, mày cho cái toa này nặng quá hay gì đó, chứ bệnh nhân của mình không liên quan. Thì mình chỉ có việc là ông bác sĩ khám rồi mình tới mình lấy thuốc, rồi trên cái chai thuốc của mình nó ghi mấy ngày uống gì gì đó, nó ghi trên cái chai luôn, mình không bao giờ mình cầm cái toa thuốc được. Thì bên này hiện tại mình cũng đang bây giờ nhập toa thuốc vô máy tính đó, nhưng mà mình vẫn phải in ra cho bệnh nhân. Có bên đó không? Không in ra cho bệnh nhân không thể được cầm. Thì ở đây người ta có một cái chữ gọi là prescription drug pick up mà mình không hiểu lý do tại sao ha. Thì là mình đến đây mình pick up, mình nhận thuốc đó ha. Phòng 129 rồi. Như vậy thì tôi muốn đi lầu 1 thì tôi chỉ đi receptionist, radiologist, lab technician và pharmacist là mấy giờ? Lầu 2 có mấy phòng quan trọng này? Hai phòng, phòng gì, phòng gì? Radiologist và cardiologist. Đúng chưa? Lầu 2 ha, cardiologist. Như vậy cardiologist làm gì? Heart disease và heart surgery. Là những cái gì liên quan đến heart disease và heart surgery. Ở phòng 231 đúng không? Rồi. Pediatrician là chữa cho ai? Children's health ở phòng số mấy? 200 đúng không? Rồi, 200. Phòng số 3. Số lầu số 3 có mấy phòng đây? 2. Rồi, thứ nhất là anesthesiologist, cái này mình gọi là gì? Anesthesia là gây mê đó. Anesthesiologist là gây mê, đúng không? Mà gây mê thì ở phòng số mấy? Phòng số 312. Và chủ yếu là làm cái gì? Surgery pain relief. Surgery pain relief. Surgery pain relief là gì? Giảm đau trong phẫu thuật, đúng không? Ha, surgery pain relief. Pain relief là giảm đau đó. Ha, giảm đau trong phẫu thuật
preparation là chuẩn bị đúng chưa? Rồi. Trên phòng này mình còn gặp thêm một cái ông nữa là cái ông Chief Surgeon. Chief Surgeon là cái ông giải phẫu chính phải không? Chief là chính á. Và ông làm nhiệm vụ gì? Surgical procedure, tức là những cái quá trình phẫu thuật mình gọi là procedure. Thì kể nó đi nó là gì? Kể nó mình chỉ quan trọng cái chữ surgical thôi. À, surgical procedure. Phòng số 323. Ok, phòng số 4, lầu số 4 mình có hai người, một là general practitioner. À, bữa mình nói general practitioner là gì quên rồi. General là chung chung đúng không? Không có chuyên khoa gì hết, gọi là đa khoa ha. À. Và ông trong general medicine đúng không? Đa khoa. Ok, general medicine. Và cuối cùng người cuối cùng là obstetrician, là bác sĩ sản. Chịu về cái gì? Để. Có bầu, có thai ha. Ok, phòng 408. Ok, mọi người nhìn lên hết nha. Rồi sau khi mình đọc ha, thì hỏi lại xíu nha. Đừng dồn dễ chân cho mình có nhớ gì không nha. Nãy giờ mình đọc chung mà, mình đọc sơ sơ nè. Đúng không? Đọc sơ sơ.